Cô đầu tiên em xin hỏi mọi người là bây giờ mọi người đi ra ngoài đường, mọi người có chịu biết bị có phải là ô nhiễm không khí không? Và câu thứ hai là mọi người có coi đốt rơm là một nguyên nhân gây ô nhiễm không khí không? Và giờ đây bọn em xin giới thiệu dự án của bọn em là Smart Hinoja tốt than không khói. Về ô nhiễm khói bụi thì ở Việt Nam do đốt rác hữu cơ thì riêng ở Hà Nội lượng tương tác cả toàn thành phố là đạt khoảng 1 triệu tấn, trong đó tỷ lệ đốt là 36% và tiêu thụ Việt Nam là 4.000 tỷ đồng. Và ở đây thì chúng ta có rất nhiều cách để xử lý dâm dạng mà không cần phải đốt, nhưng tất cả những cái cách này thì nó đều rất là mất thời gian, nó tốn kém. Ngoài ra với bọn em thì bọn em sẽ trình bày một phương án là một lò đốt rác, đốt rác thu khói. Ở đây thì với một lò kích thước với cái lò đốt rác này, bọn em khi bọn em đốt rác lên thì khói rác sẽ được ngưng tụ lại để làm một chất sâu, và những cái phần CO2 thừa ra sẽ được đi thu lại ở một cái ống khác để đi nuôi tảo. Với một lò đốt rác 4 mét khối thì công suất tốt là 6 tấn một ngày, sản lượng tạo ra là 3,6 tấn than sinh học một ngày, với tinh dầu khói là 6 lít một ngày, còn tạo ra được thêm 6 lít biodiesel. Tất so sánh với tất cả các lò đốt rác hiện tại trên thị trường thì thực ra là lò đốt rác họ là có khói, sản lượng của bọn em tạo ra là cao hơn. Họ đốt tiêu tốn 40%, còn 40% sinh khối thì bọn em đốt còn 60% sinh khối, và bọn em tạo ra khí thải ít hơn, nhiệt năng tiêu thụ thấp hơn, nên bọn em đang định vị thương hiệu của mình là lò đốt rác sinh khói duy nhất tại Việt Nam. Với khách hàng ở thị trường thì bây giờ ở trên cả toàn bộ đất nước Việt Nam có 8.685 xã thuộc cấp huyện, tức là chắc chắn tất cả những xã này đều trồng lúa. Về hiểu biết kỹ thuật của đối tượng khách hàng này là khá là yếu và phụ thuộc vào nhiều ở khuyến nông địa phương, thu nhập của họ không cao và hay bị tác động bởi thời tiết. Tính cách của họ là khá chủ động, với nhưng mà luôn lại mong muốn tìm ra cái cách để cải thiện thu nhập. Ngoài ra thì họ thường tiếp xúc tất cả mọi thứ qua phương tiện truyền thống, và đặc biệt nhất là với giáo dân thì cái tổ chức tôn giáo của với họ là có vai trò cực kỳ quan trọng. Thì thực ra khi qua khảo sát khách hàng thì khách hàng thực sự không thấy ai để ý về cái việc khói này lắm, họ có nhưng mà họ rất là ít. Về họ biết là đốt khói để đuổi côn trùng, nhưng mà họ lại không biết được là ngưng tụ khói để làm một cái loại thuốc trừ sâu. Về cách sử dụng dâm thì chủ yếu là họ đốt đi, và đặc biệt là ở các vùng như Nghệ An và Hà Tĩnh, tỷ lệ sử dụng lò đốt của họ thì tỷ lệ, nếu mà em hỏi họ là nếu mà sử dụng lò đốt của em không thì họ gần như là có, nhưng mà với yêu cầu được hỗ trợ, còn những cái chỗ nào mà cần đấy thì họ mới đồng ý là tự mang. Và thế nên là mô hình bán hàng của em sẽ là mô hình trực tiếp, em sẽ đến làm việc với chính quyền, nếu mà với một nghĩa xã và giáo dân thì em sẽ đến làm việc với giáo hội. Về phần em sẽ xây dựng lò đốt, sau đó em thu sản phẩm 3 năm. Với chính quyền thì đương nhiên là em sẽ có những cái hỗ trợ với địa phương sẽ hỗ trợ chính sách và cho em cho trạm khuyến nông quản lý vấn đề này. Với hoa hồng ở địa phương, cộng với giáo hội thì đương nhiên là họ đồng ý giúp em. Về ở giáo Nghệ Tĩnh là họ đồng ý giúp em là sẽ vận động người dân và hỗ trợ vận chuyển. Và với hợp tác xã thì sau 3 năm em sẽ chuyển lại cho họ toàn quyền sử dụng. Về kế hoạch mục tiêu thì trong năm thứ nhất em thành lập doanh nghiệp, xác định là cùng thử nghiệm, và em phải đăng ký được doanh nghiệp khoa học công nghệ. Hiện tại em đang có đăng ký đơn, đã có chấp nhận đơn đăng ký bằng sáng chế. Em sẽ lan rộng với mô, trong năm 2020 em sẽ lan rộng ra 28 huyện. Trong năm 2021 thì em sẽ lan rộng ra huyện Nam Đàn, Lương Sơn. Về các chỉ tiêu kinh tế, về chỉ tiêu tài chính thì doanh thu năm đầu tiên của em là 15 tỷ, trong khi giá vốn của em đầu tư là 1 tỷ, nếu mà đây là cho một huyện Đức Thọ.
với diện tích là 7 hecta và 450 kg dơm trên 1 hecta. Chi phí bán hàng của em là 3 tỷ với chi phí quản lý là 460 triệu. Lợi nhuận doanh nghiệp trước thuế là 9 tỷ và lợi nhuận doanh nghiệp sau thuế không mất một đồng thuế nào. Do em là doanh nghiệp khoa học công nghệ của mình thuế 4 năm. Tổng lợi nhuận trên doanh thu là 64%. Tầm nhìn sau 3 năm thì em muốn là lan rộng toàn bộ mô hình này ra toàn bộ tỉnh Nghệ Tĩnh và giảm được và hướng dẫn người dân sử dụng một cách nông nghiệp bền vững. Sau 4 năm thì em bắt đầu lan ra cho những cái khu vực một, và sau 5 năm em sẽ không hoàn toàn kinh doanh nữa và em sẽ bắt đầu đi xây lọt miễn phí cho tất cả những khu vực, các huyện của khu vực 1, và sẽ xây lò giá rẻ cho các huyện của khu vực 2 nông thôn. Em xin cảm ơn. Và đây là phần tại sao mà doanh thu của em cao thế. Đây, than sinh học của em một huyện đã đạt được 2.680 tấn. Với tinh dầu khó em đạt được từng ngày. Cái này em hiện tại em đang sản xuất được với 250 lít trong một năm và bán. Còn thiếu hàng để bán. Đến nỗi là hôm nay em còn không có hàng để mang cho mọi người thử. Về chi phí giá thành thì em cũng có nguyên vật liệu của em. Một cho từng ngày tấn là thế này. Nhân công đóng bao là cho toàn bộ huyện là 280 triệu. Chi phí vận chuyển, chi phí bao bì, giá điện, biogas dùng của nông dân ở đấy, họ đồng ý cho em biogas. Và đây là các chi phí về chi phí bán hàng, chủ yếu là chi phí ngoại giao ở các tỉnh này, chi phí ngoại giao khá là cao. Về chi phí quản lý của bọn em thấp hơn cả chi phí ngoại giao rất là nhiều. Và đây là giá sản xuất lò đốt với giá là 20 triệu một nòng.